Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với bản tin tổng hợp của Doanh Nhân Trẻ. Việt Nam sẽ triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 với quy mô rất lớn, 150 triệu liều vaccine cho khoảng 70% dân số. Để thực hiện kế hoạch này, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 cùng Bộ Y tế và các địa phương đã chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, hệ thống nhà kho bảo quản vaccine phục vụ chiến dịch đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng. Tổng cục Quản lý Thị trường khuyến cáo người dân không nên mua các bộ kit test nhanh Covid-19 chưa được cấp phép lưu thông về tự xét nghiệm. Không những không phát hiện ra Covid-19 mà còn có nguy cơ phát tán và lây lan dịch bệnh nếu bỏ sót người đã bị nhiễm bệnh. Đại diện Bộ Công Thương cho biết, số tiền giảm giá điện để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt do tác động của Covid-19 đợt 3 từ 1.200 đến 1.300 tỷ đồng. Theo quy định, tiệm cắt tóc, gội đầu, giặt ủi có thể lựa chọn nộp thuế theo phương pháp kê khai doanh thu, phải nộp thuế giá trị gia tăng 5% và thuế thu nhập cá nhân 2%. Hộ kinh doanh có thể gửi đơn đến các cơ quan thuế trình bày về khoảng thời gian ngưng hoạt động, từ đó cơ quan thuế sẽ căn cứ để xem xét miễn giảm thuế. Ngày 17 tháng 6, lô vải thiều Thanh Hà Hải Dương gần 1 tấn đã được đối tác nhập khẩu và bán buôn mới tại Nhật Bản chuyển đến 150 đầu mối bán lẻ trên khắp nước Nhật. Trước đó, một lô vải thiều Thanh Hà khác cũng đã được một đối tác tiềm năng lớn tại Nhật lần đầu tiên nhập mẫu để phân phối ở thị trường này. Dự kiến năm nay sẽ có khoảng 1.000 tấn vải thiều tươi được xuất khẩu sang Nhật Bản. Sau khi Thủ tướng yêu cầu kiểm tra, thanh tra chấn chỉnh và xử lý nghiêm các sai phạm, nhất là trục lợi chính sách trong triển khai điện mặt trời áp mái, thời gian qua, Bộ Công Thương đã lập đoàn kiểm tra việc phát triển các dự án điện mặt trời phát triển từ tháng 7/2019 đến cuối năm 2020. Việt Nam đã có 2,5 triệu tấn trái cây tươi được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, gồm xoài, thanh long, chuối, nhãn, vải, dưa hấu, chôm chôm, mít và măng cụt. Vietnam Airlines vừa chính thức được nhà chức trách Mỹ cấp phép thực hiện 12 chuyến bay chở công dân Việt Nam về nước trong năm 2021. Theo đó, giấy phép của Cục An ninh Vận tải Mỹ được cấp ngày 8 tháng 6 vừa qua là điều kiện pháp lý quan trọng nhất để các chuyến bay này có thể cất cánh. Cho đến nay, Vietnam Airlines vẫn là hãng hàng không đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được TSA cấp giấy phép bay đến Mỹ. Với sự đồng thuận cao của 8 chuyên gia trong lần lấy ý kiến bằng văn bản tuần trước, nhiều khả năng quy định cho phép nhà đầu tư ngoại được mua không quá 35% cổ phần của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trong nước sẽ được trình lại ở dự thảo Nghị định 83 sửa đổi. Ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương trong năm nay và hoàn thành thẩm định điều kiện vay lại, bắt đầu đàm phán khoản vay bổ sung. Cơ cấu gạo xuất khẩu trong 5 tháng đầu năm có sự thay đổi lớn, gạo thơm các loại và dòng gạo cao cấp ST tiếp tục được các thị trường top trên đón nhận tốt trong bối cảnh thị trường xuất khẩu gạo trắng đang khá trầm lắng. Cục Phòng vệ Thương mại thuộc Bộ Công Thương cho biết, Ủy ban chống bán phá giá của Úc đã thông báo tiếp tục gia hạn thời gian ban hành kết luận cuối cùng trong vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm dây đai thép phủ màu có xuất xứ từ Trung Quốc và Việt Nam. Việc giảm tác động cạnh tranh không bình đẳng của đường Thái Lan đã có tác động tích cực đối với ngành mía đường trong nước, giúp người trồng mía vượt qua khó khăn. Theo kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025. Đến năm 2025, tỷ trọng đóng góp của dịch vụ logistics vào GDP của Việt Nam đạt 5-6%. Tốc độ tăng trưởng dịch vụ logistics đạt 15-20%. Trong nửa đầu năm 2020, logistics Việt Nam cũng đón nhiều tín hiệu khả quan trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. Nhưng làm thế nào để lĩnh vực này của Việt Nam cải thiện, góp phần nâng cao hiệu quả xuất nhập khẩu? Thị trường logistics Việt Nam hiện nay cũng đang phát triển rất là mạnh mẽ. Và cái điều này thì nó gắn liền với cả cái hoạt động sản xuất lưu thông trong nước cũng như là xuất nhập khẩu của Việt Nam đang trên cái đà gia tăng rất là mạnh, song hành với cái tiến trình mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế. Và cái bản thân cái hoạt động dịch vụ logistics cũng đã có những các cái thay đổi rất là căn bản trong cái thời gian vừa qua. Bên cạnh cái việc chúng ta hoàn thiện cái khung pháp lý về dịch vụ logistics, bao gồm cả những các cái pháp luật chuyên ngành, ví dụ như là từng cái ngành vận tải cho đến các cái hoạt động kinh doanh kho bãi và các hoạt động về giao nhận, giám sát hải quan, thì cái hạ tầng về logistics của chúng ta cũng đã có những các cái cải thiện. Cái hoạt động của các cái cảng ở các cái khu vực đó nó cũng chưa khôi phục lại cái công suất như trước đây. Vì vậy thì có thể là cái lượng container ở đây ở Việt Nam của chúng ta cũng bớt khan hiếm hơn, nhưng các cái tuyến tàu đi sang các cái cảng đó thì hiện nay là vẫn chưa khôi phục lại cái mức độ
cái tần suất như là trước đây. Do vậy nó vẫn có cái hiện tượng về khan hiếm chỗ ở trên tàu, và cái cước phí tàu biển nó vẫn có thể gia tăng tùy theo từng tuyến. Thế thì cái này cũng là một cái vấn đề mà chính phủ cũng hết sức quan tâm và đã có chỉ đạo cho Bộ Giao thông Vận tải phối hợp cùng các bộ, trong đó có Bộ Công Thương, thì trong thời gian tới sẽ có cái hoạt động để kiểm tra các cái việc công khai minh bạch của các hãng tàu. Ông Hải cũng cho biết dịch Covid-19 khiến vận chuyển hành khách bằng đường hàng không có ảnh hưởng, nhưng vận chuyển hàng hóa lại là cơ hội. Nhu cầu kho bãi hiện nay cũng gia tăng, đó là cơ hội cho các doanh nghiệp kinh doanh ở lĩnh vực này. Khó khăn lúc này lại rơi vào các doanh nghiệp làm dịch vụ giao nhận. Các doanh nghiệp cần có sự thích ứng kịp thời, xoay chuyển để hạn chế những tác động bất lợi và tranh thủ nắm bắt cơ hội mang lại từ những biến động của thị trường như thời gian vừa qua. Tuổi trẻ chính là vào lúc đối mặt với khó khăn vất vả, phải nỗ lực phấn đấu. Bạn nhất định phải tin tưởng, đằng sau mỗi sự nỗ lực phần thưởng luôn được tăng lên gấp bội. Cuộc sống ngày hôm nay là do sự quyết định của 3 năm trước. Nhưng nếu hôm nay bạn vẫn sống cuộc sống giống như 3 năm trước, vậy thì 3 năm sau bạn vẫn sẽ chỉ như vậy mà thôi. Khi ván cờ kết thúc, con vua và con tốt đều quay về nằm chung trong một cái hộp. Phàm là người, đừng xem mình quá cao quý và cũng đừng tự ti, nghĩ mình quá hèn mọn. Mỗi người đều có một vai trò nào đó trong cuộc đời này, hãy nỗ lực hết mình để thực hiện nó. Cảm ơn các chị và các bạn đã theo dõi bản tin tổng hợp của Doanh Nhân Trẻ. Xin chào và hẹn gặp lại 17:30 ngày mai.